Mấy đứa sao rồi, mấy đứa khỏe chưa? Hả? Dạ. Kitty khỏe chưa Kitty? Dạ. Con khỏe chưa? Dạ. Rồi cái xì? Dạ, con khỏe. Khỏe hả? Dạ. Còn tí em? Dạ, khỏe. Còn không? Dạ, không. Rồi còn chăm anh? Dạ, được. Ba mẹ sao? Dạ, ok. Cũng được. Cũng được hả? Dạ. Dì Ly sao? Dì Ly khỏe chưa? Dì Ly better. Vậy hả? Dạ. Ok. Khôi sao? Ok. Ăn bánh bông lan nè. Ủa có ai, còn ai trong đó ngoài đó không? Christine. Christine với cái sĩ ở trỏng rồi. Ủa hai đứa ngủ hai trên nơi hả? Christine bị ho mà. Còn cái sĩ có ho không? Con có cho Christine nó uống C không? Hút ho? Mẹ nó cho nó uống hả? À mẹ cho uống thuốc hả? Đi ngủ sớm đi các. Rửa chén cái đó. Rửa chén hả? Con có cho ba xong hơi chưa? Ngày mấy lần? Một. Không chịu xong đâu. Không chịu xong thì đưa cho ổng một cái tô nước nóng á. Giọt mấy cái giọt dầu vô cho ông hít cũng được. Còn con đi rửa cái mũi bằng cái nước đó đó. Con mới rửa xong mà con bỏ, con quên lắc á. Xong cái sập lên lỗ mũi con. Giờ con khó chịu. Kì vậy? Dạ ua. Sao hai món dữ vậy? Ôi các ơi, mẹ ăn một món rồi nha con. Mẹ không ăn bánh đâu, để dành cho ba đi. Chào các bạn. Good morning. Ba ra thì các ơi, xịt khuẩn nữa. Em khỏe rồi. Nhưng mà cũng phải cách ly à, không có ra được. 10 ngày. 10 ngày uống thuốc 10 ngày. Ừ. 10. Nghe 10 ngày ổng trời ơi kìa. Bữa nay đỡ rồi, bữa nay cãi lộn được rồi các bạn. Bữa nay cãi lộn được rồi. Đó. Nhớ nha nè, 8 là uống thuốc nè, thuốc ho là 1 nè, bác sĩ cho nè, thuốc ho là 1 nè. Thuốc trụ sinh là 2 nè. Thuốc nghẹt mũi là 3 nè. Còn cái thuốc đau nhức là Tám không có đụng tới. Tại vì Tám không có bị đau nhức gì hết. Cho nên Tám không có uống. Tám chỉ uống 3 loại này thôi. Ho, nghẹt mũi với lại trụ sinh. Ai gọi đây? Alo? Alo chị. Dạ. Em Yến là chị, sao em chưa có được nhận thuốc nữa chị? Yến My hả? À, dạ. Yến ơi, hàng nó chưa có về, lễ dài quá, nó không có về kịp á hả Yến? Cho nên Tám chưa có gửi đi. Không có hàng hả chị? Tuần sau là có đó, là Tám gửi đi đó. Nha Yến nha. Dạ. Sorry nha Yến. Dạ. Okay, ừ. Cảm ơn chị. Ừ, cảm ơn Yến nha Yến. Happy New Year nha Yến. Dạ, Happy New Year. Ừ, chị. Bye Yến. Bye chị. Bực quá, kỳ cục quá, hàng hóa gì phải chán à. Thôi mời các bạn nha, Tám ăn đây. Giờ bắt đầu chuẩn bị xông hơi. Nồi nước đã đem ra. Bây giờ mình để một cái chai nước lọc ở đây sẵn. Để khát nước uống. Đây là điện thoại. Ai chuyện cái nồi. chuyện cái nồi bắt đầu tiếp theo. Kể chuyện cái nồi. Rồi, bắt đầu mở ra cái đó.
Tập trung hít hơi cái đầu tiên. Bây giờ rồi 11:25 mới ăn sáng thuốc xong. Ấy da. Ôi. Nhức quá. Chịu không nổi. Phải đậy lại. Rồi mở tiếp. Hôm nay nè, ở trung tâm công giáo đó các bạn, người ta cho test COVID free. Xong rồi á, để Thắm kể cho các bạn nghe hôm qua. Thắm kể cho các bạn nghe hôm qua test cho bé Kết, bé Ly. Bé Ly nó có một cái độ test COVID mà bằng nhanh á, test nhanh á, mua ở ngoài Warren á. Cái nó đem qua cho bé Kết thử. Thì đem qua cho bé Kết thử thì mới đầu là Tám nghĩ là bé Kết chắc chắn là nó bị rồi. Tại vì nó ngủ chung với con bé Ti mà con bé Ti nó test bị. Làm sao mà nó không bị được? Cho nên là nhưng mà nó chưa có symptom, nó chưa có triệu chứng. Cho nên là Tám nghĩ là nó sẽ bị rồi, nó đã bị rồi. Thì nhưng mà phòng hời giống như là nó cũng sợ phải không? Với Tám mới nói là anh Quang á, đi ra ngoài sách khách sạn ở đi, tại ông Quang chưa có triệu chứng. Nhưng mà cũng chưa có test bây giờ. Cái Tám mới nói bây giờ anh phải đi test liền COVID. Nếu mà anh không bị thì anh phải đi ra khách sạn ở liền. Còn nếu mà anh bị rồi á thì coi như mình phải biết, mình xin bác sĩ thuốc uống rồi cho uống thuốc này kia vô để trị. Thì ông Quang ổng mới không chịu, ổng mới nói là không sao anh ở trong phòng, anh không có đi ra ngoài. Rồi Tấm tức gì đâu, em nói không đi ra ngoài chứ cũng phải đi vô toilet, mà đi trong toilet thì đi chung này kia, con két này kia nó bị rồi làm sao. Rồi cũng lay làm sao mà mình là người bình thường, mình bị thì mình nói. Ổng là người bệnh nền, ổng bị mới là sợ. Xong cuối cùng thuyết phục không được, bắt đầu kêu con bé Ly nó cho mình cái test nhanh để test cho là con két. Cuối cùng con két nó test thì là không có bị, nó negative. Bây giờ cái Tám mới nói bây giờ nếu như vậy thì két với ba đi ra khách sạn, dọn đồ dọn đạc đi ra khách sạn ở đi. Để ở nhà này mẹ tự mẹ lo. Mẹ đi ra ngoài mẹ nấu đồ, nấu ăn, nấu đồ, làm đồ ăn, tự chữa luôn. Không có cần phải két ở nhà làm lo cho mẹ. Tại vì gần ngay đây gần mà ví dụ như ai nhờ bạn bè bà Linh hoặc ai gần này, bà Tuyết cũng tội nghiệp lắm, bà Tuyết bà nói bà cần gì em đem qua cho. Bà ăn gì tôi mua tôi để trước cửa cho. Cái Tấm nó không, bà lo bà ở nhà, bà ở nhà đi, bà đừng có đi đâu hết á. Tôi không cần đâu, tôi có người tiếp tế đồ ăn rồi, không sao. Có nhiều người đem đồ ăn tới nhà Tấm cho nên là Tấm không có lo. Tấm chỉ sợ là sợ cho ông Quang với lại bé Kết nó là bị bệnh thôi, bị lây thôi. Tại vì mình ở chung nhà với người COVID á thì hên xui, có khi bị, có dĩ nhiên có người cũng không bị, nhưng mà hên xui ở chung mà thở bầu không khí chung thì nó sẽ bị lây, sớm muộn gì nó cũng phải bị thôi. Cái xong cái con két nó test xong nó không có bị thì mẹ Tám mới kêu là hai cha con đi, két nó cũng không chịu đi, ông Quang cũng không chịu đi, tức muốn chết luôn đó. Bây giờ hả, không đi như vậy thì sao, lỡ mà bị lây thì sao. Két nó mới nói là mấy bữa nay con không có sao thì chắc con không có sao. Để con ở nhà con lo cho mẹ, rồi còn hai đứa nhỏ nữa. Con thích con Casey với con Christine nữa. Bây giờ nó cũng ho này kia cái nọ. Nếu mà nó ho như vậy á, thì bây giờ kêu mẹ nó, kêu nó đi test đi. Nếu mà nó bị thì mẹ sẽ ra ngoài lo cho tụi nó.
Đó, tại vì cái lúc mà Tám nói là nếu mà con két nó thử mà nó mà bị á thì Tám ra luôn. Tám ra ngoài để Tám lo cho con két tiếp theo, chứ bây giờ nó bị rồi làm sao mà nó lo cho nổi cả đám. Thì ông Quang ông không chịu đi. Mà bây giờ hả, Tám bắt mà tại vì có thể là giống như là kiểu không có muốn đi đi bỏ 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 Tám á, nhà mình á, nó cũng cũng muốn lo cho mẹ nó, các cũng lo. Ông Quang thì cái chỗ ở của ổng có cái chỗ nó quen rồi, ổng không có chịu đi. Ổng nói ra ngoài rồi anh ăn cái gì, nó trời ơi ở khách sạn thiếu gì đồ ăn mà sợ. Đó, nói chung là rất là khó khăn, cái quyết định rất là khó khăn. Mà ở trung tâm công giáo là chị test bằng nước tiểu, test bằng nước miếng, nhổ nước miếng ở trong cái hũ á. Hôm nay nè, hôm nay cũng là xả, nó vỏ chanh, cam, lá ổi. Tám hôm nay là tám 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 khỏe rồi. Tám chỉ bị có một ngày nặng thôi, là cái giọng thôi. Còn bao nhiêu là khỏe rồi. Tối ngủ cũng còn ho chút chút, nhưng mà vẫn còn chứ không phải là hết. Muối thì dễ thương, muối cứ kêu là hả muốn cho đồ ăn, muốn đem đồ ăn xuống bỏ trước cửa cho em. Muốn nó đang đem xuống hai ổ bánh mì ba lẹ, với lại mua mì mì gì đó, mì ngon lắm cho Tám, để trước cửa cho Tám. Wow, bánh mì cái đây cắt cầm hai giùm mẹ đi két, mà ăn không hết đâu két ơi, cắt làm hai để đưa cho ba ăn hoặc là cách ăn đi chứ. Con két tội nghiệp nè, con mệt không két? Con ngủ hả? Muối đem tới ổ bánh mì cơm tấm, giờ lại ăn tiếp. Thôi Thanh kêu các giờ là 5 giờ 50 chiều, có phở hoa xoan. Ủa nhiều quá vậy, chết mồ rồi, các nó bỏ nhiều quá. Trời, con múc cho mẹ nhiều quá các ơi, trời ơi con phải sang bớt ăn bớt các ơi, mẹ ăn không hết đâu. Trời, một hộp phở hoa xoan. Ủa mấy cái bịch gì tùm lum vậy, các là đồ gì vậy? Rồi ăn phở xong rồi, bây giờ mình đem một ly nước này nè. Nước này là gừng sả với lại mật ong chanh, với lại cái gì ta, mình Linh mà nấu cho Tám nè, ngon lắm. Bà nấu giống như là nước nước mới lau vậy đó. Thuốc của Tám nè vẫn là thuốc ho, thuốc nghẹt mũi và thuốc trụ sinh. Đây là thuốc đau nhức không đụng vô này nha, từ bữa giờ luôn. Buổi sáng vẫn uống đầy xem xèo đầy. Đây đây. Ở đây sẵn nè, buổi sáng vẫn uống viên này. Chiều một viên. Bây giờ mình uống thuốc này vô. Chết mồ hết nước hả? À, nước chai này còn đem vô con két, đem ra cho con két nó hứng uống nước nhiều lắm luôn các bạn. Tám uống nước coi như một ngày hả mấy chai luôn á, uống rất là nhiều. Nước nóng gừng ngon. Cảm ơn Linh nha, Linh.
Linh đã làm cho Tam uống. Rồi để Tam uống thuốc nha. Ăn nha. Tắm uống thuốc xong là tắm xong hơi đó. Rồi mình nói chuyện chuyện cái nồi tiếp nha. Đây, nồi xông hơi đã sẵn sàng. Bây giờ đi vô nồi xông hơi nói chuyện với các bạn. Chưa sâu ta đã cách xa nhau suốt đời. Nghe cái chân lên đây. Hai nhà. Chai nước để đây sẵn. Điện thoại 6:32. Để xuống đây đi. Ngày hôm nay xong 2 lần. Ngày hôm qua cũng xong 2 lần. Ngày hôm kia thì 3 lần. Bây giờ còn 2 lần. Rồi. Để quen quen với cái hơi nóng rồi bắt đầu nói chuyện với các bạn nha. Trôi như đồ tư. Báo cho các bạn một tin, hôm nay chị Khanh á, chị đi test 2 lần, lần nào chị cũng không có bị positive. Chị test bỏ $100 ra test negative, nhưng mà hồi trưa nay chỉ ho và chỉ mệt trong người. Lúc đó là Heidi đã đi về rồi, còn có mình chị Khanh thôi. Rồi bây giờ chị Khanh đã vô emergency, nó nói thôi bây giờ chị kêu emergency đi cho nó chở chị vô bệnh viện rồi nó coi như thế nào. Thì bây giờ đang rất là lo cho chị Khanh, không biết chị Khanh có như thế nào không. Chị nói chị mắc ói, chị mệt, mà tới bây giờ cũng chưa có biết tin chị Khanh nữa. Tám đang chờ tin chị Khanh đây. Tám mới báo cho Kitty với lại Heidi biết, mới nói chuyện với 2 người. Linh Trần thì chưa có biết, Linh Trần thì không biết nè, không biết như thế nào. Mà Linh Trần hồi trưa này Tám cũng kêu Linh Trần đi test rồi đó, cả nhà Tám cũng đi test luôn rồi, ngày mai mới biết kết quả. Thì các bạn đợi nha, có gì ngày mai Tám sẽ thông báo kết quả cho các bạn biết. Hé ra từ từ nè, dần quen rồi. Thật ra mình nghĩ trước sau mình cũng bị, thôi mình bị cho rồi đi, mình bị cho rồi đi để trải nghiệm với người ta, chứ mình cứ nghe người này bị người kia bị quá nhiều, mà mình đâu phải là thần thánh gì đâu, mình không bị. Cho nên mình nghĩ trong bụng là trước sau vì mình cũng phải tới à, mình phải bị à, mình phải bây giờ mình thấy rất là bình thường. Tinh thần cũng quan trọng lắm nhé các bạn. Bị thì bị, đừng có mà hoảng hốt, bình thường thôi. Giống như là mình lo mình ăn uống thuốc vô. Nghe nói thằng bé Ly á, nó không chịu uống thuốc,
nó thuốc đắng quá, nó không uống, con làm biếng uống quá, con thấy đắng quá, con uống không nổi, con sợ quá, con không uống. Bây giờ bé Ly nó mất vị giác luôn rồi. Mà tám mới la, tám mới nói tại sao mà con bị bệnh, con phải uống thuốc chứ. Rồi sao mà con không uống được, trời ơi, phải uống mới hết được. Con không uống làm sao nó hết bệnh được. Tám là tại vì tám cố gắng, tám uống thuốc đầy đủ. Mới một ngày là tám hết thuốc, hết, hết, như là nó khỏe rồi. Bé Ly thì nó nhức đầu. Nó nói là nó mất mất vị giác, nó ăn không có được, nó ăn nó bị mặn chát à. Nó ăn không có, nó giống như là mất vị giác sao đó. Mà tám thì tám không có bị mất vị giác, tám ăn uống bình thường. Mà ăn thấy ngon nữa, rồi sáng ăn tô súp xong thấy à muối đem hai ổ bánh mì tới ăn thêm nửa ổ bánh mì nữa, cho nên nó no tới tới chiều luôn nó mới ăn tô phở đó. Bây giờ canh tới tối khuya ăn cái gì đó, uống thêm một một một, một lần thuốc nữa. Đầu lấy cây vô quậy, cứ gọi qua hỏi Lê Quang hoài à. Anh có triệu chứng chưa, anh có thấy trong người sao không, có triệu chứng gì không, có gì, có đau cổ ho gì không? Mà ông nói không, anh không có bị gì hết, cũng đỡ lo. Bây giờ để coi ngày mai kết quả như thế nào. Chị Khanh là chị cũng cũng giống như là chỉ ho rồi, thì chị Khanh nói ngày mai tao đi test lại một lần nữa, nếu mà bị á, là chị Khanh qua nhà tám luôn, ở với tám để cho ông Quang với bé Két đi ra ngoài ở, đi ra khách sạn ở, còn tám với chị Khanh ở trong nhà tự tự chăm sóc cho nhau an toàn hơn là bé Két với ông Quang ở trong nhà luôn. Một người bệnh được rồi, hai ba người bệnh mất công lắm. Thì bây giờ đợi tới ngày mai chưa kịp, tại chị Khanh đã đi vô emergency rồi. Hai đi thì về tới Seattle rồi cách ly ở trong công phòng, không có đi, không có gặp đứa con, mấy đứa con không gặp ba mẹ mẹ, ở trong phòng không ra ngoài. Mà hai đi thì thấy ok, không có ho. Hay đi thì không có bị. Sẵn đây tám nói giùm, tám nói với khách hàng của tám luôn nha. Tại bây giờ đâu có rảnh đâu mà lên thông báo với TG. Bây giờ sẵn đây tám nói luôn á, là cái hàng của tám á về không có kịp, như là nó về từng đợt ít 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 vậy đó. Nó không có đủ mà một một nhiều, tại vì nó làm từng loạt mà không có làm hàng loạt nhiều, cho nên là từng đợt tám sẽ ship theo thứ tự từ dưới lên. Nếu mà ai mà order trước á, thì tám ship trước, ai order sau thì sẽ đợi tới hạn đợt sau nữa nha các bạn. Người ta mình cũng đâu có muốn là không có bán hàng đâu, mình đâu có muốn, nhưng mà quá nhiều người ta sản xuất không có kịp, cho nên người ta sản xuất từng đợt vậy đó. Bây giờ cái tuần sau là nó về một đợt trước, rồi xong tuần sau nữa nó sẽ về một đợt nữa. Nghe thông cảm cho tám với Gigi nha, mình không có muốn như vậy đâu. Bây giờ đến lúc mà hàng về là lúc đó tám cũng đã hết Covid rồi, tám cũng đã lành rồi. Là cho dù tám không lành, tám cũng kiếm cách để mà đi ship cho các bạn, kêu người đi, bé Két nó không bị, kêu nó đi, nó ship cho mọi người, chứ tám không có để đâu, không có để lâu đâu. Không biết là sau cái bệnh Covid này sức khỏe của mình nó làm sao ta? Mình phải uống thuốc giống như là tám có gửi về Việt Nam mấy cái thuốc bổ phổi này kia, chắc tám cũng phải mua lại tám uống. Như để gửi về Việt Nam hết rồi, đâu có để cái nào đây đâu.
đi mua lại uống, uống cho nó khỏe lên, nó bổ phổi mình, nó không có bị. Nhưng mà thật ra phổi tắm cũng không có ho nhiều. Tắm ho có một ngày đầu là nó hơi nhiều, xong bắt đầu qua ngày sau là hết, bớt. Tới bây giờ nãy giờ nè các bạn thấy không, Tắm ngồi nói chuyện với các bạn đâu có thấy Tắm ho đâu. Ngày hôm qua còn thấy ho ha, bữa nay không đâu, nãy giờ nói mười mấy phút nè, không có ho một tiếng nữa đó. Thấy Tắm nhanh hết không? Tắm bệnh cái này nhẹ thiệt luôn á, nhanh hết dễ sợ. Tắm cũng cảm thấy là Tắm quá nhanh, lành nhanh quá trời nhanh. Trizy với bà Lâm Thúy Dân gọi hỏi thăm hoài gì hai bà. Đáng lẽ gặp hai bà là ngày mùng một á, một tay á, hẹn hò hay eo hết rồi. Bởi vì người tính bằng trời tính, thấy không, tính cho đã vô. Tính quá trời tính luôn, cuối cùng bạc đùng một cái không có làm gì được luôn. Chị gì với Lâm Thúy Dân nói bà khỏe chưa. Trời, nghe cái giọng là biết rồi. Hồi sáng bà gọi, hồi trưa này bà gọi cái Lâm Thúy Dân nói bà khỏe chưa. Ôi rồi bữa nay tôi cãi lộn được rồi bà ơi. Các bạn nói cãi lộn với ai? Thì ai gọi tôi là tôi cãi à? Giờ tôi kiếm người tôi cãi lộn cho phổi tôi nó nở ra. Bà cười quá trời luôn. Bà nói trời, nghe cái giọng bà là biết bà hết rồi. Xong cái Tám mới nói sáng giờ tôi cãi lộn tùm lum người hết á. Cười quá. Anh trôi tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo em đừng thận chốn nào. Cho dẫu ta đã cách xa nhau thật rồi. Tự nhiên Tám trong đầu Tám cái bài này hoài à. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi trong ngày. Vẫn biết yêu là mong chờ, vẫn biết yêu là xa vời. Sưởi ấm cõi lòng em. Giờ Tám hát thử nha. Hát thử một bài gì coi cái giọng của Tám nó có khỏe chưa nha. Bài gì ta? Tiến em về giữa một chiều mưa răng răng buồn, ướt đôi bờ vai lời em hay nước mắt ai. Chưa được, cái giọng nó còn như là nó chưa có được cái. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, mới hôm qua đây mà sao mà hát được. Chúc anh hạnh phúc dù đêm mưa đường về, hãy trả lời em anh nghĩ gì khi anh nói chia tay. Giọng nó còn yếu lắm, may là không có xô xiết gì á, may là không có nhận xô nhận xiết gì chứ người ta đó. Trời ơi, may là tự nhiên năm nay không biết sao không nhận xô cao đao nha. Trời ơi, nếu mà người ta mướn mình đi hát show cao đao mà mình bị vậy sao trời. Ghê thiệt, hên ghê á. Thường thường mấy năm trước là có show cao đao không á chứ, đâu có năm nào mà không có. Tự nhiên nay nay không có, không phải là không nhận mà là không có ai kêu, bị ế đó. Rồi hay ghê luôn á, làm như ông trời không biết trước mình sẽ bị, cho nên ổng không có cho ai kêu show mình cao đao đó, không có cho ai kêu show mình luôn. Thường thường là mấy năm trước là kêu, có chỗ nhận, có chỗ không. Mấy năm nay tự nhiên cái không ai kêu, cái xong cái bị bệnh, trời ơi, kêu không biết sao cancel nữa. Chắc chắn phải sang cancel thôi, nhưng mà người ta ví dụ như cái ngày cuối cùng mình mới phát hiện ra mình bị, giống như là ngày 30 mình phát hiện ra mình bị á, mình cancel sao được.
mà cancel là chết người ta luôn, tội nghiệp bầu số. Ví dụ như người ta rao mình lên rồi đúng không, fan của mình hoặc là đồng bọn của mình coi như là mua vé để mà được gặp mình, tự nhiên đùng cái mình không tới, có phải là tội nghiệp bầu xô không? Rồi khán giả người ta la nữa, ghê quá mày, dễ sợ không biết sao. Sắp xếp hay thiệt, bởi vì cái gì cũng có lý do hết ha, không có cho mình mất uy tín, thứ hai là không có cho mình khó xử đó. Sao không có cho mà những người mà bầu xô mà kêu mình hát mất uy tín chứ ha. Quá hay luôn, quá là good. Bởi vì bữa nay chẳng là chuyện cái ta tấm thấy của sông ngộ quá, năm nay không có ai kêu mình hát cao đao hết ta, mình thấy lạ lạ, mình thấy rất là lạ. Nhưng mà không, cái tấm nó hụi, trời ơi kệ đi, trời có gì đâu, đâu có cần phải hát cao đao ở nhà với lại gia đình, thì mình nghĩ là mình có gia đình đó nên là mình không có. Tại vì mấy năm trước á, có gia đình qua tấm đi hát, cả nhà không đâu có ai đi coi đâu, tại vì đâu có ai thức tới giờ đó đâu, toàn là ngủ sớm mà. Cho nên nó nghĩ thôi cũng may không ai kêu mình cũng không nhận được nữa, tại vì mình phải mắc cao đao với ở gia đình rồi. Cuối cùng rồi cũng không xong, bởi vậy người tính làm chi cho nó mệt, ông trời ổng tính hết cho mình rồi. Thôi tới giờ đi ra rồi, 50 rồi, là nãy giờ coi 32 với 50 là cũng gần mười mấy phút rồi. Thôi tắm đi ra nha các bạn. Thôi các hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye các bạn, see you again nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.